Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Sấm Kim Cổ Kỳ Quan Tiên Tri Trận Chiến Biển Đông do Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Trong xã hội nông thôn Việt Nam ngày xưa, con trâu tượng trưng cho sức mạnh vô địch làm công việc đồng áng nặng nhọc như cày bừa. Vì vậy, trong Sấm Kinh Biểu Sơn Kỳ Hương, chư vị tiền bối dùng thuật ngữ châu ám chỉ vũ khí nguyên tử có sức hủy diệt kinh khủng giết người chết hàng loạt thế gian chớ khá cưỡi châu hai sừng nó nhọn nó đâu để mình trích trong kinh giảng xưa của tứ thánh tứ thánh khuyên loài người đừng tham lam tranh giành ngôi chùm thiên hạ mà vội đùa giỡn với vũ khí hạt nhân thế gian chớ khá cưỡi châu vì sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân thật là hãi hùng và chất độc phóng xạ nguyên tử giết người thật là khủng khiếp hai sừng nó nhọn nó đâu để mình châu cày đáy biển trong Sấm Kinh Kim Cổ Kỳ Quan, Giác Mê 36 phần 4, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915 đã dùng thuật ngữ châu cày đáy biển, chữ châu ám chỉ vũ khí nguyên tử độc hại giết người chết hàng loạt, cụm từ cày đáy biển ám chỉ chiến tranh nguyên tử bùng nổ tại biển khơi. Thuật ngữ châu cày đáy biển, ám chỉ chiến tranh nguyên tử bùng nổ ở biển khơi do sự tranh giành lãnh hải biển đảo trên Thái Bình Dương, đưa đến tận thế ông ba khuyên người đời hãy lo niệm Phật thiền tâm màu thoàn hầu thoát qua cơ sàng lọc. Chống kia chập bảy chập ba. Trực nhìn giường thấy biểu tỏa thiên thai. Trình lạ thay châu cải đáy biển. Người đã cười hở miệng cùng nhau. Màu thoàn đắc ý cũng màu. Còn hơn trên trúc công hầu vương khanh. Lợi với danh hôi tanh hôi tưởi Cứ sao người bỏng bưởi tranh giành. Nay mai sấm nổ liên thanh. Phi cơ hỏa tiễn khởi hành biển đông. Tàu hạm đội cuồng ngông giáp trận. Châu hạt nhân thù hận xôn xao. Bình Dương nhuộm đỏ máu đào. Lửa khói mù mịt sóng trào bốn phương. Trận chiến Thái Bình Dương âm ỉ. Chuyển xây qua Âu Mỹ Úc Phi. Hoàn cầu vướng họa sầu bi. Tận thế chết bảy con thì có ba. Cũng vì tham làm cha bá chủ. Giành ngôi trùng cao thủ hoàn cầu. Mỹ tàu thách đấu đánh nhau. Ai thắng sẽ được đứng đầu bá vương. Phật thấy trước tìm phương giải nạn. Khuyên khách trần kết bạn thánh hiền ai người hữu phước hữu duyên mau trơn lẹ bước lên thuyền về quê đừng lưu luyến trần mê bến khổ về tây phương hội ngộ quần tiên hưởng mùi sen báu thiêng liêng không già không chết vĩnh miên lạc ngàn hãy cố gắng tu càng tinh tấn ngày với đêm phấn chấn thiền tâm dù đi dù đứng ngồi nằm luôn niệm sáu chữ thậm thâm di đà tiên tri tập cận bình chết đạo nào tránh thời đạo làm đầu đạo nào bất tránh qua cầu diêm vương sáu ngả quỷ tăng, hội nhà thương, ba đường tội phước âm dương trung trần, thánh minh thánh thần tự minh thần, xem trong Nam Việt họa gần phước xa, Phật hữu Phật sao lại nói ma, mà. mà mà cho đó mới ra đỗi này, châu nhật bổ Nam Việt bắt cày, gây go chó sùa hàng ngày sủa dài, thấy người ta ta lại tưởng ai, ngậm ngùi sự thế phân hai Phật trời, bảy việc hại ba việc lợi đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Trích trong kim cổ kỳ quan 7 phần 14, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, tới hội này thấy việc bể ghe. Khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, kiểng Long Châu sau có hai hồ, trời xanh giúp vững cơ đồ hớn bang, trốn màn loan rất điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung cang tâm tình, việc trước lo lo trước một mình, nhìn sau ít kẻ nhất tình lo âu, giếng buổi cạn trí dốc đào sâu, thả trà như cá để sau độ ngày châu của trệt an nam bắt cày khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đao trích trong kim cổ kỳ quan 17 phần 33 ông bà nguyễn văn thới viết năm 1915 lời bình thuật ngữ châu ám chỉ bộ máy quốc phòng quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh thuật ngữ bắt cày có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh dùng bộ máy quân đội châu đánh nhau nghĩa là vì vị trí địa tránh trị của việt nam trên biển đông hai nước tàu và nhật sẽ đối đầu một mất một còn châu nhật bổn châu của trệt cả hai nước Nhật và Tàu Triệt phải gây ra chiến tranh bắt cày vì Nhật và Tàu tranh giành vị trí địa chính trị vùng biển Thái Bình Dương bao quanh quần đảo Senkaku và đặc biệt Biển Đông có trữ lượng dầu khí quá lớn. Đồng thời, Biển Đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn Biển Đông, nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật, phải gây ra chiến tranh tận thế chết bảy còn ba. Thuở xưa là giặc ô xào ô xào, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đương trích trong sám giảng người đời, quyển 9, sư vãi bán khoai viết năm 1901. Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ, khi tàu đánh Nhật, ắt là Mỹ sẽ tham chiến đánh phủ đầu nước tàu bằng vũ khí nguyên tử xóa sổ Bắc Kinh và lãnh tụ nước tàu chết bể ghe. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, thiên cơ bất khả lộ, phải nói mẹo bóng gió. Cụm từ bể ghe ám chỉ bể bình lãnh tụ giặc tàu tập cận bình chết khi trận chiến biển Đông bùng nổ đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể tàu nghĩa là nước tàu tiêu vong. Và ông ba khuyên bá tánh hãy gấp tu hành trưởng phước đức trồng che đường bồ may ra kịp thời sống sót qua cuộc sàng lọc. Cầu sấm khuyên lòng bá tánh trồng che đường bồ có cái lý đạo đức khuyến tu. Trong làng quê Việt Nam ngày xưa, trước khi gieo mạ cấy lúa, nhà nông phải biết lo xa sớm trồng che đường bồ để vựa lúa. Ví như người đạo phải lo tu hành trưởng phước đức trước khi bùng nổ trận chiến biển đông tận thế. Niệm di đà cứu khổ. Trong quyển sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, có những lời khuyên chúng sanh thời mạt pháp niệm lục tự di đà cứu khổ. Đến nay về hạ thần Long, tỉ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ, di đà lục tự nam mô, vãng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn, pháp môn niệm Phật mở mang, huệ khai tâm sáng Phật đảng hiện ra, niệm Phật quỷ sợ ma xa, tinh thần an lạc tâm ta thanh nhàn, dần dậu ma quỷ làng khang, quả nhồi nghiệp nặng tứ phang dối lòng đời cùng nghiệp quả chất chồng, tai bay họa tới não nồng đắng cay, chiến tranh Đông Âu dần dai, binh lửa đe dọa đêm ngày không yên, Á Đông Tàu tặc ngoài biên, biểu dương hạm đội khắp miền biển Đông, phi cơ hỏa tiến trên không, Gia oai hù dọa cuồng ngông bốn vùng, nay mai sấm nổ đùng đùng, chiến tranh khói lửa tứ tung đất trời, hãy mau niệm Phật nghiệp vơi, may ra sống sót thấy đời thượng lai, ai người hữu phước ngày nay thành tâm niệm Phật Phật Ngài độ cho. Gặp cơn sóng lớn gió to, nạn tai qua khỏi lên đò về quê, Tây Phương cực lạc dựa kề, xa lìa trần cấu tái tê cõi hồng, không còn quả nghiệp long đong, bảo thai lăn lộn trong vòng trầm luân, không còn vướng cảnh mê tân, tự do tiên cảnh phong vân tuyệt vời. Chỉ tâm niệm Phật ai ơi, Tây Phương cực lạc chờ thời hiền nhân, hỏi thuốc hỏi Pháp thầy ba đạo hỏi, thành thơi dầu đặng phước tại trời đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương phép, ngàn năm ơn đức nguyện y lời. Đức thầy hỏa, thành tâm khẩn Phật với lạy trời, muốn khỏi hội nảy trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939, xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem. Sydney